Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 8 kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, người đã luôn chiếm trọn niềm tin yêu của Đảng, của quân đội, của nhân dân và bạn bè quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chiến thắng Điện Biên Phủ ghi dấu ấn của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đã dám quyết định chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Bác Hồ, để rồi giành được thắng lợi rực rỡ. Câu chuyện về trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ là một lời giải đáp về tài thao lược của một vị tướng huyền thoại, đại tướng của nhân dân. Năm 1953, hơn 16.200 quân đã được thực dân Pháp huy động để xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, với mục đích nghiền nát bộ đội chủ lực của ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ấy được Bộ Chính trị giao trọng trách làm Tổng tư lệnh, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Phương châm tác chiến ban đầu của ta là đánh nhanh, thắng nhanh. Thế nhưng, ngày 26 tháng 1 năm 1954, trước ngày nổ súng đánh Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình, đó là chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Nếu đánh nhanh, thắng nhanh thì cái vũ khí của nó phát huy được thì ta không còn người nào. Cho nên Bác Giáp không cho đánh, quyết tâm kéo súng xuống, kéo đại bác xuống, không làm lạc hướng quân địch. Lúc mà quân địch chủ quan thì ta chuẩn bị chú đáo rồi, thì lúc đó bắt đầu cho nổ súng tấn công. Và ngay trận đầu ta đã phá hủy hết cái trận địa pháo của địch. Vinh dự khi được giao trọng trách trở thành cận vệ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt chiến dịch từ năm 1950 đến năm 1959. Đến giờ, dù đã ở độ tuổi ngoài 90, ông Tạ Xuân Bích ở xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc vẫn chẳng thể nào quên 11 ngày đêm mất ăn mất ngủ của Đại tướng để đưa ra quyết định chuyển phương châm tác chiến, một quyết định vô cùng khó khăn. Bác Giáp rất vất vả. Bác nghĩ đến thay đổi từ cái kế hoạch đánh nhanh thì có nhanh, chuyển sang đánh chắc thì chắc, bác đau đầu. Rất là thương bác. Có những đêm bác không ngủ được, nhưng mà những người bảo vệ cũng không ngủ được cùng với bác. Kế hoạch thay đổi phút chót, chiến thuật thay đổi linh hoạt cùng sự tin tưởng tuyệt đối của quân đội dành cho vị tư lệnh của chiến dịch. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, chúng ta đã giành toàn thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Một đội quân với xuất phát điểm chỉ vỏn vẹn 34 chiến sĩ, một đội quân không được đào tạo bài bản về quân sự, trang bị vũ khí thô sơ, nhưng đã cùng với cả dân tộc đánh bại một đế quốc thực dân hùng mạnh trên thế giới. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người anh cả, người chỉ huy cao nhất. Đối với Bác Giáp, đi thế nào là quay như người anh ruột trong gia đình. Không có cách giữa tướng với quân. Đấy, chỗ này là chỗ chỉ có cách mạng mới có được. Chứ quân đội đế quốc làm sao nó lính này dám gặp được tướng. Không bao giờ nó làm được cái chuyện như thế. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng về một thiên tài quân sự, một vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.